Hình cái cầu nhiều màu sắc khá là đẹp ạ, rất là thích, rất là độc đáo ạ. Cao nguyên Mộc Châu với những cánh đồng cỏ, núi rừng bạt ngàn, xanh ngát đã tạo nên một bức tranh siêu thực về màu sắc trong lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế. Lễ hội này đã tạo ra một sản phẩm du lịch hiện đại, mới lạ, độc đáo tại địa phương. Mộc Châu đã lâu rồi á, nhưng mà hôm nay mới chọn Mộc Châu làm điểm đến của mình mới có cơ hội. Và cũng thật tình cờ thì đến ngay vào dịp này thì có cái lễ hội khinh khí cầu ạ. Ở đây thì rất là thích không khí nơi này, rất là trong lành, thoải mái.